Trung xin chào tất cả anh em nhé. Trung lên một cái video demo giới thiệu mấy cái món hàng món hàng mới Trung chưa đăng nhé. Nay lên cái video đăng này. Demo là Trung chưa có test, chưa kiểm tra gì hết ấy. Chỉ có giới thiệu trước những cái món mà Trung đang có thôi. Từ trái sang phải nha. Ở đây Trung có một cái cặp đùi di chuyển EX200-1 nha. Này. Cặp đùi di chuyển. Nhìn hình thức nó còn tầm tầm thôi, hình thức thì không đẹp lắm nha nè. Bánh răng này mòn nè, để Trung tháo ra ném luôn. Bánh răng này răng thấp, thấp lắm rồi. Cậu lên cậu xuống thử thì cái dàn bạc đạn này là nó không có nhảy nha nè. Cái bạc đạn này chỗ này nó không, còn bi nó chưa nhảy nha. Còn tình trạng như thế nào thì anh em có cần test thì Trung sẽ test, test kỹ lại, tìm cái ống nối vào để test thử nha. Nắng lên một phát là rất là khó nhìn luôn. Một đôi EX200-1, một khối ngăn kéo EX200-1 nhé nè. Đây còn một cái khối ngăn kéo của nó nữa này. Cuối cùng một con xe nhé. Xe thì còn hoạt động nhưng mà trước khi cắt, nhưng mà ngon hay dở thì Trung không rõ. Đây, có nhát lỗ lại, có đúp bê các kiểu. Cái món mà hôm qua anh em cũng có hỏi này, một cái con máy Trung Quốc tất là 2, thì ở đây Trung còn một cái con này có test thử rồi, nó đang bị tình trạng này, đang bị lỗi chỗ cái ga nhé. 4102 này nha, 66,2 kW tua 3000 này, trọng lượng 320 kg này. Con này đắt 2005 này, tháng 10 2005 này. Máy thì còn tuyệt đẹp luôn. Gà đang mở ra kiểm tra, nó không có găng ti, nó nổ toàn gà lớn, máy móc thì xuất sắc luôn, không có một tí hơi thừa luôn. Máy có cả bơm hơi nữa nhé này. Đây, nhìn từ bên đây nhé, lốc tất cả đẹp hết, không có một tí hơi thừa nào hết. Có cả bơm hơi, bơm lái. Để Trung xử lý lại cái phần kẹt cái thước ga đây. Nó chỉ kẹt thước ga thôi, mấy cái lò xo bên trong nó bị gài, bị kẹt cái kiểu gì đấy. Phải mở đít heo ra can thiệp thì mới xuống găng ti được. Con động cơ này hôm qua, chiều qua có nổ thử rồi. Nổ suốt luôn, ra toàn nổ, toàn là ở ga cao thôi. Mà nổ suốt luôn, vẫn không có một tí hơi thừa nhé. Nói chung là cái dàn hơi con này xuất sắc luôn, không có chê được điểm nào, chỉ có phần xử lý cái phần heo ngoé lại thôi. Rồi khối ngăn kéo Trung có 3 món như vậy nhé em, bao gồm mà món thứ nhất là cặp đùi EX200-1, món thứ hai là khối ngăn kéo của EX200-1, và món thứ ba là cái động cơ 1 tấc 2 này của Trung Quốc nhé. Trung Quốc 1 tấc 2, tình trạng dàn hơi không chê được. Anh em xem, anh em thêm thử có ngay việc món nào thì Trung bung mở ra kiểm tra nhé. Cái đùi này để Trung bắn mấy cái đĩa này ra cho ném hết, mở nắp ra anh em xem luôn. Nếu anh em có yêu cầu thì Trung cũng mở nắp ra hết. Cần kiểm tra gì hoặc là anh em cần kiểm tra thật là kỹ thì anh em cứ sắp xếp đến xem thử nha. Còn anh em mà làm mù mò qua hình được thì cái tất nhiên là cái giá cả nó sẽ là cái giá mù mò, nó sẽ rất là khác nha. Cả khối ngăn kéo cũng vậy.
Rồi, chung kết thúc video, chung cảm ơn anh em đã xem video nhé. Anh em có nhu cầu, có quan tâm, có thắc mắc gì anh em cứ alo trực tiếp số điện thoại của chung nhé.